bịch là em gom thôi. Cái này không phải tội gì ơi. Bịch đó bịch gì em? Có bịch này gì? Em thấy ở trong phòng bảo vệ. Muối gạo của chú bảo vệ. Bảo vệ. Trời ơi trời. Muối gạo của chú bảo vệ. Đây gạo của chú bảo vệ mà lấy làm cái gì? Chị ơi, nhưng mà em đúng nè. Thưa quý vị, đây là trò chơi thứ hai của bảy nô cười. Thì ban tổ chức chúng tôi đã có họp với các vị trí khác nhau. Dạ. Và xét thấy dạ, các bạn đã quá gọi là dành nhiều sức lực cho chương trình bảy nụ cười xuân từ mùa đầu tiên tới tận ngày hôm nay. Vâng. Nên riêng ở mùa này chúng tôi đã sắp xếp những bữa ăn mang giá trị cao về tinh thần cũng như về chất đạm, chất thực vật, vitamin ABCD. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi vừa được vận động, vừa được ăn và vừa mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị khán giả. Wow. Và chúng ta sẽ chơi trò chơi đi tìm đặc sản Nam Ngư. Wow. À, wow. Nước mắm ở tại Lý Sơn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đang có mặt tại hòn đảo Lý Sơn à. Dạ vâng, xin chào một tràng pháo tay tròn đảo Lý Sơn. Nơi đây là vùng đất đầy nắng và gió và những cơn mưa rào. Ngày xưa đảo Lý Sơn những ngọn núi lửa hoạt động. Nhưng mà sau nhiều năm, hàng triệu năm, sau hàng triệu năm thì những ngọn núi lửa ấy đã ngủ rồi. Nên chúng ta cứ yên tâm mà du lịch trên đảo. Có một đặc sản trên đảo Lý Sơn mà người Việt Nam mình ăn biết đó chính là tỏi, đúng không ạ? Đúng ạ. Đây là một nơi mà thổ nhưỡng rất thuận lợi cho việc trồng tỏi. Và đặc sản tỏi Lý Sơn là một trong những loại tỏi nổi tiếng nhất của Việt Nam mình, thậm chí là Đông Nam Á luôn. Wow. Ai cũng biết về cái tỏi mình nó có nhiều dinh dưỡng trong tỏi đó. Đầu tiên chúng ta sẽ có vài gợi ý. Sau những gợi ý chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển tìm một túi tỏi Lý Sơn. Trong đội mình chỉ có một người di chuyển thôi, người còn lại sẽ ở trên sân khấu. Đội nào di chuyển và tìm được sau những gợi ý chúng tôi mang cái tỏi đó về đặt ở đây đầu tiên, đội đó chiến thắng. Chúng ta có hai lần chơi, đội nào không thắng thì sẽ phải ăn những cái món mà nó không có gì cả ngoài tinh bột. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Truy tìm túi tỏi Lý Sơn bắt đầu. Đây. Thấy không? Thấy cái miệng núi lửa không? Núi lửa. Wow, có luôn. Thấy chưa? Ủa, đảo đẹp. Cái này của MV ok á. Gợi ý đầu tiên, cái nơi mà để túi tỏi sẽ thuộc trong khuôn viên của cái phần đất phim trường. Chưa? Sao anh ngủ quá? Vội vàng quá. Người ta mới giới thiệu thôi mà. Đúng rồi, gừng càng già càng gian. Đúng. Khuôn viên đất là mọi người biết rồi. Ở đây có mà phim trường thì có S1, S2, S3 ha. Ơ, nhiều vậy. Vâng. Cái gợi ý đầu tiên là cái nơi đó nhỏ, nóng và đầu tiên. Nhỏ, nóng và đầu tiên gì là cái đúng rồi. Đúng mà, sao ngủ à? Sau ba gợi ý mới đi. Rồi mình bàn đi. Đây là cái gợi ý thứ hai. Dẫu nắng, dẫu mây hay ngày gió vẫn luôn ở đó suốt cả ngày. Em đi lươi lên rồi. Tôi biết ở đâu rồi, tôi biết ở đâu rồi. Nói chuyện đi, nói chuyện đi. Đó là cái bếp, cái bếp ở căng tin. Tôi nghĩ là cái toilet. Cái phòng vệ sinh là sao anh? Phòng vệ sinh nữa, phòng vệ sinh cũng đúng không? Đúng. Cái này là cái bàn ăn không? Nó nóng. Cái chỗ nấu ăn á. Đúng không? Bàn gì vậy? Hai đứa bàn gì vậy? Hai đứa em bàn là cái bãi giữ xe. Bàn gì đó? Bãi giữ xe hả? Xa dưới rồi. Gợi ý thứ ba. Đây là cái bếp. Gợi ý thứ ba. Ngay lối vào. Chưa. Chưa. Ôi, mấy bạn mời tôi. Ôi. Trời quá. Ờ. Nói nghe nè. Ngay ngay lối vào phòng bảo vệ không anh? Đi chưa? Nó này góp ý nè. Quá vội vã. Ở đây anh em thân không? Mình chơi ăn gian được. Mai mốt mà qua bên bển Australia. Mạng vàng người ta quánh này chưa? Nhưng mà ở đâu mà chơi với em? Từ từ. Ngay lối vào, đảm bảo an nguy, giữ xe, giữ cổng, ai cũng yên lòng. Như. Trời ơi. Đi đi em, đi 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 đi. Em. Yến ơi! Yến đi là đội thua nha. Ủa bà Yến ơi, mẫu đội đi một người bà đi đâu vậy? Em thấy một người chạy phụ bà chạy theo thôi ạ. Chạy theo thôi ạ.
Chó bình thổi, chó bình thổi. Từ đâu rồi, tôi ghi nó đâu rồi. Nóng. Nóng. Bạn gì vậy? Hai đứa bạn gì vậy? Hai đứa em bạn là cái bãi giữ xe. Ủa mọi người đâu rồi? Mọi người chạy đâu rồi mọi người? Ngay lối vào, đảm bảo an nguy giữ xe, giữ cổng. Đáp án là phòng bảo vệ đúng rồi. Phòng bảo vệ. Cái thứ ba phòng bảo vệ đúng rồi. Quá dễ dàng. Nóng. Mọi người vô rồi. Có khi mình đang ở đó chưa đánh nhau tới nơi rồi. Wow. Đây em đã sang hai bịch dữ hả? Có sao nhiều bịch vậy? Một bịch thôi. Mấy bịch cũng được. Đây. Đây rồi. Ngồi đâu luôn. Ủa mọi người đi. Mọi người đâu rồi? Ủa, vào trong nữa. Nó đây. Tìm một túi tỏi Lý Sơn. Túi tỏi Lý Sơn. Ủa? Chị ơi, come on. Ủa, đâu biết hả? Đúng rồi. Nhanh lên. Lấy hết luôn. Để tao cầm đi, mỗi người tự cầm. Ủa, cầm hết rồi, đòi em đâu có gì đâu mà cầm. Ủa, chị ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy chị? Em thấy có cái bịch là em gom thôi. Cái này không phải tỏi gì ơi. Bịch đó bịch gì em coi bịch này bịch gì. Em thấy ở trong phòng bảo vệ. Muối gạo của chú bảo vệ. Bảo vệ. Trời ơi trời. Muối gạo của chú bảo vệ. Đây gạo của chú bảo vệ mới lấy làm cái gì. Chị ơi, nhưng mà cái... em đúng nè. Nhưng mà là cái túi. Người ta cái kêu là lấy túi tỏi. Có nghe chữ túi không? Đây nè, tiếng luật á là người đầu tiên lấy được hai túi. Nhưng mà quan trọng là trong này có phải tỏi không? Anh tôi thử rồi, tôi thử rồi. Là hét. Của em là có, đúng rồi, chính xác. Chính xác, tiếng luật, một điểm thưởng. Nha, tỏi chắc luôn. Yeah. Đánh anh vô lăng ngọc, đánh vô lăng ngọc. Anh cho em xin lại tôi túi vô muối gạo để chạm bác bảo vệ. Đứng nghỉ, đứng nghỉ được không anh? Không, người ta tính người đầu tiên thôi. Anh sao thấy ở ngoài mà anh không chỉ tụi tôi cái gì? Trọng quá trời. Trời đi thi mà trời. Từ không? Ngoài cửa bước vô nhìn thấy đầu tiên. Động não tí đi. Tôi tính ra em là chạy vô phòng bảo vệ đầu tiên luôn á. Mà có bác bảo vệ trong đó không? Không. Bác bảo vệ đi đâu vậy? Đi đâu á, ai biết đâu. Vậy là xe mình còn không? Xe em đâu có để trong đây. Cho xe chạy về rồi. Vậy hả? Mà nói chung kết quả sao giám khảo? Lượt đầu tiên là đội tiếng lực thắng nè. Đội tôi thắng tôi được vô rồi hả? Mời hai bạn vào vị trí chính giữa. Rồi, mời các bạn dùng. Tìm đã, tìm mở gì đã. Có ăn trên ngồi trước vậy ra rồi. Đúng vậy, họ được quyền như vậy. Anh biết cách ăn lắm. Anh ăn con tôm hùm đầu tiên. Mọi người có thấy một hình ảnh không? Bên này thì ngồi ăn, bên này thì Linh như Lê Ngọc. Em đứng vậy đi, không thể để hình ảnh thôi vậy thôi, ảnh ăn ốc tụi em đổ vỡ đâu có được. Bây giờ anh chạy cho em coi nè. Bây giờ chúng ta sẽ chơi lượt thứ hai là tìm Nam Ngư, ớt tỏi Lý Sơn. Cái nơi này ha. Yes, nơi nào? Cái nơi mà để cái chỗ này gọi là location. Hương thơm. Thơm. Sáng sủa. Màu mè. Toilet. Hương thơm. Toilet thơm hả?
À đúng rồi. Có cái tượng đèn nào cũng phải được xịt thơm thôi. Ở phim trường. Ở phim trường. Makeup. Canteen. Cái phòng nào? Màu mè. Màu mè là chỉ có makeup. Makeup mới lên được màu mè. Nhưng không phải có một phòng makeup này. Nè, suy nghĩ chút xíu. Trời ơi, coi kìa, coi thái độ kìa. Hôm to sáng sủa màu mè. Là ở đâu? Là ở đâu? Đó. Chính xác. Không vậy thì không lẽ là thơm đó, đây là thơm nó kỳ nhất sáng sủa luôn. Rồi, màu mè luôn. Đây là sản phẩm để mình dùng trực tiếp. Ui. Chứ không phải là để đi tìm. Thôi cô này. Ủa, bây giờ chưa nói là có ra một thứ hai. Cái này quan trọng nha, nghe cho kỹ nha. Nghe cho kỹ đi, trời ơi, không nghe mà thua tôi chứ không gì đó. Lúc vào ai cũng như ai. Không, chắc phòng make up á. Lúc vào ai cũng như ai, tới ghi ra rồi đứa mập, đứa heo gì đó. Lật này. Lúc vào ai cũng như ai, bước ra rạng rỡ, sáng trưng tuyệt vời. Phòng make up. Ai. Chưa đó bắt đầu. Chưa bắt đầu. Vội. Sao ăn gian quá. Quan trọng là phòng make up nào mới được. Hả? Đây, nghe nè, sao? Có hai phòng lận. Phòng bên này và phòng bên này. Sao em biết? Ở đây có mấy phòng? Hai phòng make up. Sai. Ở đây có mấy phòng make up? Ba phòng make up. Sai. Phòng nào có phòng là phòng đó được make up. Đúng rồi. Chị make up ở đâu là chỗ đó có phòng make up. Rồi, ở đây mấy phòng make up? Nếu mà hai, nó không phải là như là một. Bốn phòng anh. Bốn, năm phòng. Ô ghê. Ngoài. Tại ở ngoài kia nữa. Thông minh. Trong phạm vi hết cái này luôn mà. Nhưng mà lúc đó người ta chưa thuê mấy cái phòng bên này, không có sang đèn. Hint thứ ba. Ok. Có gương, có váy, có quần, có son, có phấn. Tưởng gần mà xa. Tưởng gần mà xa. Bắt đầu. Là xa bên này, là bên này, bên này. Bên này thế nào? Sai rồi, sai rồi. Bị gạt hết rồi. Đúng rồi. Cái này gần mà. Dì ơi, bên này nè, dì ơi. Bên nào, bên nào? Ra ngoài. Tường gần đâu, mà xa. Bên này nè. Tường gần mà xa. Dì. Ngoài nắng. Ở ngoài này có một phòng make up. Ơi. Ở đâu? Gấp nào vậy? Ở đâu có biết đâu. Tường gần mà xa. Thì cái kho rồi em ơi. Ủa, cái này bên đây không phải. Đi đâu vậy? Ngọc đi đâu vậy? Tao đâu đi không ghé bên. Anh ơi. Trời ơi, cái gì mà xa dữ vậy? Sao quá? Trời ơi, cái gì mà xa? Anh Vinh. Trời ơi. Đâu vậy? Trời ơi, xa dữ vậy? Trong thời gian bên kia đang tìm kiếm, mình hát câu gửi tặng các bạn giả. Vô, trời sao? Trời hóa cơn mưa lặng rơi bên thềm. Nỗi đau trong lòng trở nên hóa. Chúng tôi đã nói từ đầu, ai tìm được chai nước mắm ớt tỏi Lý Sơn về để vào cái khay của chương trình là đội đó chiến thắng. Ê, ok, ê, ok. Sao người ta chạy vô được ta? Có trung tâm thể dục ở nhà đó. Em về làm gì nữa? Em đi luôn đi. Quay mặt ra ngoài. Anh ơi, cái vòng này người cuối cùng là thắng đúng không anh? Người vất vả nhất thắng. Ông trông khổ quá à. Trông nghi khổ quá cơ. Chuyên. Chứ mà ai giờ đầu tiên thắng là cái nó không bất ngờ anh ơi. Thật ra thì á, khi mà mình ngồi ở trên đây rồi á, mình thấy mấy bạn cái này tội nghiệp thiệt. Thương. Anh ơi, lần vòng này là không người biết ăn cuối tháng à. Có ngon không? Nhưng mà chạy mệt quá. Người ta rõ ràng là có son, có phấn,
tưởng gần mà xa. Hai cái phòng này là gần, tưởng gần mà xa. Tưởng gần mà xa. Nhưng mà cái tóc mình làm đâu đẹp vậy? Trời ơi, chẳng có tóc. Anh ơi. Ôi mà sao. Thôi mà tóc mẹ. Tháo ra đi. Trời, tháo ra đẹp hơn. Tháo ra đẹp hơn. Cho anh đi Ngân. Ngân, cho anh đi. Gắn cho anh lượng tiếng luật á. Tóc anh đâu sao gắn được. Gắn được sao được, chị gắn cho. Trên cùng, trên cùng. Gắn nó chỗ nào, không kẹp được. Ôi trời ơi, ơi giống cái gì ba giá, cái gì mà hồi xưa có biết ba tiểu tiểu gì đó. Thôi những kẻ đối khác kia. Qua kia con. Không có tướng làm vua. Ở lượt này chúng ta truy tìm ớt tỏi, Lý Sơn, nước mắm, Nam Ngư. Đầu tiên về đến đích đúng lượt. Chủ tịch Vinh. Đây đây. Thôi Chủ tịch Vinh, Lan Ngọc. Rồi. Bây giờ như này, đội mình chắc chắn là dùng đại tiệc ha. Bên mình thì nếu mà đói quá thì qua ăn cơm. Nước mắm. Thua. Bây giờ các bạn cứ dùng trong điềm tĩnh ha. Bây giờ chúng ta về nè. Cái ốc này cũng ngon, làm tôm. Cái đau đớn của mình á là mình có bữa ăn nhưng mà không có nước mắm. Mình phải vượt qua câu hỏi mới có. Ai biết giơ tay giành quyền trả lời. Vâng ạ. Tỏi Lý Sơn trắng vàng hay trắng ngà? Làm bây giờ đầu tiên. Trắng ngà. Trắng ngà. Chính xác. Làm bây giờ được vào bằng tiền. Nè bây giờ tôi hỏi nè, tỏi Lý Sơn. Dạ. Là một loại tỏi đúng không? Dạ thì vâng. Trong của tỏi Lý Sơn có một loại tỏi rất là mắc tiền là tỏi gì? Tỏi gì? Tỏi cô đơn. Vì sao gọi là tỏi cô đơn? Bởi vì là nó ít không có nhiều tết, nó chỉ có một tết thôi. Đúng, cho bé nó qua ăn đi anh. Chưa, từ từ. À, tỏi Lý Sơn là một đặc sản. Vâng ạ. Hát bài gì có chữ Lý hoặc chữ Sơn? Có chữ Lý cái bông. Mình ơi, Lý mình ơi. Lý mình ơi, em thương mà em đợi. Đêm nước mồ côi nghe tai tê lòng. Ngồi nhớ anh em ngó lên trời. Nhưng sao không về cánh cỏ mồ côi. Em nhớ anh nhiều. Hey. Sao phủ tình em. Rồi, chưa, mới được có một người thôi, còn hai người nữa. Hát phải là có chữ Nam hoặc chữ Ngư. Nam hả? Nam. Từ miền Nam anh ngược ra Bắc. Mang theo câu hò chữ Lý trên dòng sông. Mang theo tấm lòng con trai. Lấy này đem giấu. Anh ra đón nàng với cả yêu thương. Hey, 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 hey. Này ngựa ô kêu vàng mà anh cướp. Xuân sao câu hò chữ Lý bỏ nàng rồi. Chưa. Có gì nữa, đi hai người thôi, còn một người nữa. Kệ người cuối cùng chứ anh liên tục. Rồi thôi kệ đúng không? À, quên. Thôi tôi đi đi. Chị ngắn hát thôi. Em không cần. Chị ngắn hát thôi. Chị ngắn hát thôi. Rồi bài hát cuối cùng. Ngư. Đảo Lý Sơn thuộc tỉnh nào? Người kia đi. Quảng Ngãi à? Đúng rồi. Hát bài nào có chữ Quảng hoặc chữ Ngãi. Rồi hai. Đất Quảng Nam chưa mô mà đã thầm. Dù hồng đào chưa thầm mà đã xa. Thôi bé này hát dở quá, không cho ngồi chung bàn. Trời ơi, vô rồi. Nhưng mà hết rồi, còn gì nữa đâu. Hợp lý với trời luôn. Nè, đồ ăn quên bệnh đi, ăn cho vui. Nè, còn có lóc này chia ba đi. Ủa, đó, mọi người ăn hết vậy. Ở bên kia còn một dĩa của mình á. Con bò nè. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao. Tuấn Anh ơi, Tuấn Anh. Cảm ơn chị Ngọc nha. Thôi thì trước khi vào vòng tiếp theo, mời các bạn nhập tiệc vô.